Mày dẫn cái đây mà mày mày vẫn còn ở đây nói gì đó mà mày không nghe mẹ à? Mẹ bây giờ có làm sao đâu, bạn con. Mày không làm sao, mày đem cái mặt mày đây. Mày đem cái mặt mày đây. Bạn cái gì? Ông bọn mẹ đã nói như thế rồi, hôm nay cũng đứng dài ngoài lại trong phòng nhau nè. Mẹ làm sao cũng cháu lên nhỉ? Cháu lên gì? Mày nhìn thấy cái đấy tao vào đây. Có thấy nó phải tao có phải không? Mày nhìn thấy con gái thì có được không? Làm sao không được? Đấy, mồm thì hút thuốc lá, nhưng mà người ở chân thì hút thuốc mũ. Mày thấy thế nào? Thôi ra bác không nói bé thôi, hàng xóm con nghĩ này nghĩ nọ ra. Nghĩ này nghĩ nọ gì? Có cái thằng con trai nói không nghe? Nó bình thường mẹ. Vào trong người vừa hòa hát lại hút thuốc lá. Hút thuốc bây giờ là tuổi tin nó vậy nhưng mẹ cứ nghĩ đi gì? Cái cổ hủ vừa ấy. Mày có còn cái cổ với cái chứ? Mày đừng để tao nghĩ nhiều nhá. Tao nói cho cái mặt mày biết thế đấy. Đây ví dụ như thằng anh nhà có con chẳng hạn, anh này con anh này dẫn người yêu vào nhà hút thuốc, anh này có yêu chiều được không, anh này phải đặt vị trí vào anh này. Đi bộ của mày nó nói đúng vậy. Mẹ cổ hủ ấy, con gái bây giờ nó hút thuốc thì bình thường. Hủ cái gì mà hủ? Nói cho mẹ. Bây giờ em hút thuốc anh này có bảo yên không? Mày là khác. Khác cái gì? Đứa. Đấy thằng Kiên mày thấy thế nào? Trời ơi bác ạ, gì cháu gọi anh Hùng.